chúng ta đến với phần bí quyết để lựa chọn ý tưởng triệu view ở trên tiktok làm thế nào để lựa chọn được những cái ý tưởng viral những cái ý tưởng triệu view mọi người luôn luôn phải nhớ giúp quang đó là ý tưởng của chúng ta thì cần phải xuất phát từ nhu cầu từ vấn đề từ câu hỏi và từ mong muốn của khán giả khán giả của mình có nhu cầu gì có vấn đề gì có câu hỏi hay là mong muốn gì thì nội dung video của mình khi mà mình làm ấy nó phải đáp ứng được những cái điều đấy. Ví dụ họ hỏi rằng là tại sao mình đi spa rất nhiều mà không hết mụn thì mình phải có một video trả lời về điều đó. À, dùng sữa rửa mặt có hết được mụn không? Mình cần phải có một video trả lời về điều đó. Nhưng nếu như có một vấn đề như sau họ không quan tâm này. Ví ví dụ như quang lấy ví dụ nha. Họ không quan tâm đến việc là dùng kem chống nắng có gây hại đến da không, đúng không ạ? Một cái vấn đề mà ai cũng biết và chẳng cần phải mình làm video giải đáp nhưng mà mình lại thấy nó 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 hay quá nên mình làm đây là quan đang giả sử nha thì mọi người có làm hay thế hay nữa nó cũng không lên bởi vì nó không xuất phát từ nhu cầu từ vấn đề từ mong muốn hay từ câu hỏi của khán giả nó phải đi từ nhu cầu của khán giả mà đi ra thì như vậy nó mới có thể là viral được nó mới có thể là viral đến hàng triệu người được quan có một cái video nó đạt đến 4 triệu 7 lượt xem đó là hướng dẫn mọi người lấy lại mật khẩu Facebook ấy. thì đó là nó xuất phát từ một vấn đề rất lớn là gần như bây giờ thì ai cũng dùng Facebook nhưng mà họ đều quên mất mật khẩu của họ. Sau khi quên mật khẩu xong thì họ còn quên cả số điện thoại luôn. Đó là một vấn đề rất lớn. Qua có một video khác đó là hướng dẫn cách để video của bạn có thể lên có thể có nhiều lượt xem mà không cần phải lên xu hướng. Thì video đó nó cũng đạt được ở kênh Nguyễn Đình Quang TikTok là đạt được khoảng 3 triệu năm lượt xem. Bởi vì đó là một vấn đề rất lớn, rất nhiều người làm video nhưng họ không lên được xu hướng và họ mong muốn có một cái giải pháp gì đấy để không cần phải lên xu hướng mà vẫn có thể có nhiều lượt xem quang làm cái ý tưởng đấy và nó đạt được rất nhiều view. Mọi người nhớ nhá, ý tưởng là phải xuất phát từ câu hỏi, từ nhu cầu, từ vấn đề của khách hàng. Rồi, mọi người chúng ta có hiểu cái phần này không ạ? Chúng ta có hiểu cái môn này không ạ? Nó phải xuất phát từ nhu cầu. Rất nhiều anh chị cứ hỏi là tại sao mà làm mãi nó không lên được? Bởi vì video của mọi người làm nó không đúng nhu cầu của khách hàng, nó không đúng vấn đề của họ nên là chúng ta làm thì họ ok rồi mọi người hiểu đúng không ạ cảm ơn anh chị tiếp theo nào hai này sau khi nó xuất phát từ 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 vấn đề rồi nhá nhưng mà nếu cái vấn đề đấy mà ít người gặp phải quá ấy, thì nó không lên xu hướng được đâu mọi người nó không viral không triệu view được mà cái vấn đề đấy nó phải là một cái vấn đề mà của nhiều người trong cái nhóm đối tượng đấy hay quang gọi là ý tưởng rộng đấy nó là như thế đấy vấn đề về mụn là một vấn đề rất nhiều người gặp đúng không ạ vấn đề về nám là một vấn đề rất nhiều người gặp vấn đề hôi nách cũng là một vấn đề khá phổ biến vấn đề về À, viêm da cơ địa cũng là một vấn đề phổ biến thì đó đều là những cái ý tưởng triệu view hết đó đều là những cái ngách triệu view nhưng mà nếu mà mọi người bắt đầu đi sâu hơn vào những cái chủ đề khác nó nhỏ hơn những cái chủ đề khác nó nhỏ hơn nó ít người gặp phải hơn ít người quan tâm hơn ví dụ như là nấm chẳng hạn nói về nấm da chẳng hạn thì có thể là rất ít người họ gặp phải cái tình trạng là nấm da nên là có thể là họ sẽ không quan tâm họ sẽ không quan tâm đến cái vấn đề đấy thế thì ở cái thời điểm ban đầu ấy hoặc là ở cái thời điểm mà mình muốn làm video viral nó có hai dạng video nhá một dạng video là để viral và một dạng video đó là để chuyển đổi tâm lý khách hàng và bán hàng đấy thì ở cái thời điểm mà chúng ta muốn làm nội dung viral thì mọi người chúng ta nên 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 làm những ý tưởng nó rộng một chút ra làm rộng một chút ra đừng đi vào chuyên sâu quá hãy làm những cái nội dung nó đơn giản thôi nó basic thôi để cho ai cũng có thể xem được giảm cân cũng là một chủ đề đa dạng đối tượng chị nhá giảm cân là một chủ đề cực kỳ đa dạng bởi vì nhu cầu về giảm cân nó cực kỳ lớn đúng không ạ nhu cầu về giảm cân chỉ cần nói về việc giảm cân thôi là đã đã nhiều người quan tâm rồi nội dung kiến thức đơn giản đừng kén đối tượng quá đừng mọi người đừng nói đến thành phần chiết xuất của cái sữa rửa mặt đấy nó có cái gì chỉ số ít người mới biết được những điều đấy thôi đúng ạ à? mà hãy làm những cái nội dung đơn giản ví dụ như là hướng dẫn cách rửa mặt ba bước tại nhà để cho bạn có một làn da trắng sáng thì như vậy nó là một cái nội dung mà đơn giản basic ai cũng làm theo được hay là hướng dẫn uh, hết mụn ngay tại nhà với những cái uh, loại cây ngay trong vườn nhà bạn đấy thì có rất nhiều người là họ cũng sẽ làm theo ngay được chứ còn bây giờ mà mọi người cứ nói đến uh, kiến thức chuyên khoa chuyên sâu nha là họ không hiểu gì đâu Đấy, tại vì sao mà trên TikTok của Quang là Quang không hướng dẫn cái gì nó nó cầu kỳ nó phức tạp quá cả mà mọi người thấy rằng là toàn là những cái nó rất là basic, nó rất là dễ dàng, rất đơn giản, làm được ngay là bởi vì như vậy thì nó mới đánh được vào cái số đông. Còn nếu mà nói đến những thứ nó chuyên sâu, ví dụ nói về thuật toán của TikTok hay là nói về những cái thứ như mà chúng ta đang nói với nhau ở đây thì sẽ rất ít người có thể hiểu được và lúc đó thì video nó không thể lên xu hướng được. À, thể thao tennis ạ. À, thể thao tennis, cái chủ đề thể thao tennis của chị thì nhóm đối tượng là ai ạ? À? chị đang bán cho nhóm đối tượng nào ạ nhóm đối tượng mà đi chơi thể thao chơi tennis thì có thể là bây giờ họ sẽ quan tâm đến việc chị có thể review luôn những cái dụng cụ của chị nhé review những cái dụng cụ của chị hoặc là chị nhắm đến đối tượng là những cái người mới ấy nhắm đến đối tượng là những người mới thì chị có thể chia sẻ cho người ta những cái mẹo ở trên sân Đó, những cái mẹo ở trên sân này Uh, hay là những cái kinh nghiệm những cái kỹ thuật mà người mới họ cần phải biết khi mà bắt đầu tham gia vào môn thể thao này cộng với đó là những cái video chị review về về uh, dụng cụ thử lực đánh ví dụ thử lực đánh đúng không ạ, test thử lực đánh của ba chiếc vợt chiếc uh, vợt uh, đầu chiếc vợt A chiếc vợt B chiếc vợt C thì lực đánh của nó như thế nào và sau đó chị review cái cảm nhận để cho những người mà họ chuẩn bị đi mua vợt đấy những người mới ví dụ như em chẳng hạn là em cũng đang có nhu cầu là ví dụ muốn đánh tennis nhưng mà lại uh, vậy lại phân vân không biết là chọn vật ra làm sao đấy thì nếu mà chị có những cái video như thế thì chắc chắn là chị có thể bán được đồ về tennis nhé review luôn về về những cái đồ đấy và chị test thử đi ra sân à, hôm nay mình sẽ test thử lực đánh của những cái chiếc vật này à, mình sẽ thử và sau đó chị đưa ra cảm nhận rồi hello chị nhung nhá rồi thứ tư này đó là lựa chọn chủ đề dựa trên điểm mạnh và nguồn lực của bản thân mình phải lựa chọn chủ đề dựa trên điểm mạnh và nguồn lực của bản thân mình. Chỗ đây thì Quang lúc mà mới bắt đầu thì Quang không có quá nhiều trang thiết bị, không có quá nhiều dụng cụ, chẳng có ai quay cho mình cả. Nên là Quang không thể làm những cái video theo dạng diễn xuất được. Mặc dù biết lúc đó là là mình biết rằng là làm diễn xuất thì nó lên rất là nhanh và nó có nhiều view đấy, nhưng mà không thể nào có người quay cho mình và nguồn lực của mình nó không có đủ cũng như là quang không có khả năng về diễn xuất nên là quang đã quyết định là, là mình phải làm cái nội dung gì đó mà mình ngồi để mình nói không cần ai quay cho mình tự mình quay cũng được tự một mình mình quay cũng được và cuối cùng thì quang đã quyết định là chọn nội dung chia sẻ và chia sẻ nội dung về công nghệ nó phù hợp với điểm mạnh và nguồn lực của mình nên là mọi người cũng vậy nhá chúng ta không cần phải nhìn ra ngoài kia đâu không cần phải xem là những người ngoài kia họ đang làm cái gì mình chỉ hướng đến việc là mình trao được giá trị cho khách hàng cũng như nó phù hợp được với cái nguồn lực và điểm mạnh của mình thì mình sẽ sử dụng nó để mình làm nội dung không cần thiết là cứ phải 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 nhìn thấy người ta làm như thế là mình phải bắt chước y hệt không cần thiết miễn là nhắm được đến mục đích chia sẻ được giá trị cho khách hàng được chưa ạ à, nó phù hợp với thế mạnh của mình phù hợp với nguồn lực của mình